Chào các bạn. Bạn thấy cái này không? Này là cái cối đá cối này để dành xây bột, xây đậu, xây thính nữa. Nhà thì bây giờ vẫn còn xài cái cối này để xây bột nè. Bữa nay mình ở nhà làm món bánh canh bột sắt với lại thịt vịt xiêm. À thì bột xây rồi. Vịt xiêm nấu bánh canh này, vịt xiêm ăn mới ngon. Vịt xiêm nó cũng không có hôi, lại không có nhiều mỡ giống như là vịt trắng, vịt siêu thịt. Thì bây giờ mình ướp thịt vịt này để một lát nữa xào lên rồi để vô bánh canh. Cho miếng đường. Với lại một miếng muối. Thì mình ướp sơ sơ thôi, hồi lát mình nấu rồi mình nêm nếm nữa. Với lại thêm một miếng tỏi phi nữa cho nó thơm. Đó. Trộn đều lên rồi để một chút xíu. Rồi xào lên rồi mới bỏ vô trong cái nồi bánh canh bột sắt. Vịt vịt mình chặt ra nhỏ nhỏ gì nè, giống như là mình kho mình ăn vậy đó. Đó, ăn gì thì nó ngon. Gạo mình đã xay bột rồi nè, xay ra thành bột rồi. Bây giờ mình bồng bột trong một cái túi vải này nè để cho nó rõ hết nước á, bỏ hết cái nước đó đi, chỉ còn lấy lại phần bột thôi. Giờ lấy ra để làm bánh canh đó. Nó ráo nước hết rồi vậy mới làm được chứ, mình xay ra, lúc mình xay ra thì nó nước với bột nó lỏng le à, không thể nào sắt được hết chứ. Vậy là sắt được rồi. Về thì nó đã khô à, mình trộn thêm nước nó mới mới được, cái lượng nước mình trộn vừa phải thôi. Bây giờ là đang vắt nước cốt để chuẩn bị pha bột, với lại là một hồi nữa mình đổ vô cái nồi bánh canh của mình á. Có nước cốt thì ăn nó ngon hơn, nó béo hơn. Nước cốt dừa thì cái bột của mình xay bột gạo ở nhà, nếu mình làm không bột gạo không nó hơi cứng chút, cho nên là mình để bột mì, xíu bột mì vô nữa để cho nó mềm mềm lại ăn nó ngon. Thì nhà mình thì làm vậy, nhà các bạn có thể là làm không giống vậy cũng không sao. Giờ dắt một miếng nước cốt vô, có nước cốt vô rồi để thêm một miếng đường, miếng muối nữa, rồi lát cái bột bánh canh mình á ăn nó cũng có gia vị, nó ngon hơn. Bột mình cho gia vị vô rồi mình phải nhào lên vậy nè, trộn lên cho nó đều. Mình thêm nước từ từ đến khi nào mà vừa được, cảm thấy vừa tay thì được rồi. Chế nhiều quá một hồi nó nhão là rồi bỏ luôn. Có nhiều bột đổ vô đây hết rồi, đâu còn đâu thêm. Chế hồi nhão cái chạy ra tiệm mua một mớ bột nữa, cái về cái nó khô, cái chế nước cái nó nhão làm hồi đầy thau này luôn. Nó chơi thôi, làm hồi đầy thau này cả làng ăn á.
Bây giờ là tới cái công đoạn xào thịt vịt. Thịt vịt mình xào cho nó chín trước rồi mình ha để vô cho nó nhanh. Chứ để vô mình nấu mà tới nó mềm là cái bột nó gã luôn. Phi tỏi cho nó thơm. Thịt vịt mình ướp nãy giờ thấm rồi. Thịt vịt thì mình xào vậy nè để cho lát mình nấu cho nó bớt mùi, bớt mùi vịt mà ăn nó ngon hơn nữa. Xào cho nó chín luôn rồi hồi nấu bánh canh. Bánh canh á mình nặn bột vô cái chai á rồi mình sắc 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 á là kêu bánh canh bột sắc. Để xào bữa nay là nhà có khách các bạn lại chơi là mấy thanh niên nè cùng nhau làm món bánh canh vịt. Thanh niên áo đỏ đang xào thịt vịt. Làm này mà xào này mà không được nữa thì thôi luôn. Bình thường ở nhà cũng hay làm món này ăn lắm. Mai có khách thì cũng làm món này ăn luôn. Trong là món này rất là bình thường. Khách này quan trọng lắm nên làm mấy món bình thường ăn thôi. Cháo thịt vịt của mình vậy là được rồi nè. Xào nãy giờ thấy nó vịt cũng nửa nồi rồi. Nó teo lại thì không có ăn nhiều, mà ăn vụng thì phân nửa. Ăn hồi khỏi ăn. Vậy được rồi, bắt cái nồi nước lên. Sắc bánh canh. Nè, bây giờ là đắp bột lên cái chai. Để mình sắc bột á. Đắp lên vậy đó. À, bên đây thanh niên này cũng bắt chước làm theo. Cầm cái dao ơi, đập đập vô cái dao chứ. Đập hồi mặt mày xanh đùm. Bánh canh đỏ. Nước nồi cái nồi nước nước cốt á, với nước lạnh mình pha lại á. Nó sôi rồi. Giờ cắt kìa đó. Sắc thành từng miếng mỏng 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 vậy đó. Để vô nước là bắt đầu hồi là nó thành cọng bánh canh nè. Đó. Sắc hết cái này cái nặng thêm cái khác. Cứ làm vậy hoài đó. Rồi thanh niên này tiêu rồi. Mấy muỗng múc vậy tôi rồi. Yếu quá à. Nhỏ nhỏ lại thôi à. Tay trái nữa rồi. Đó kìa. Học hỏi nha cu. Một thanh niên rất là manh động. Học làm bánh bánh canh bột sắt thất bại rồi. Nên chị đưa đây gì làm tại biết sao không tại thằng Tú nó ép mỏng đó. Đó người ta cắt bình thường mà đưa tay ổng cái ổng làm không được. Giờ tôi đứng tôi quay mà tôi nói gì không thì không ai tin, để tôi vô tôi làm thử cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ xắt cái bột này thử có được không. Đó cũng được đó mà nó hơi dính xíu.
à da khói quá. Đó xong được được đừng nè, để mình quậy lên cho nó gời ra chứ thôi nó hồi nó đóng cục nó cái cọng bánh canh của mình nó vậy nè, hồi nó chín lại thì nó dai lên, bây giờ nó còn chưa chín nó còn mềm lắm. Đắp gọn hơn Tú nó làm xong nó chài bài ra. Cứ tiếp tục anh niên này bài trò gì nữa đây. Tiếp tục cắt cho nó hết nguyên cái thao bột đó rồi thôi là để thịt vịt vô là ăn được rồi. Tú không dám làm dài không, làm dài không Tú nó kéo cái dao không có mỏng thằng nào nhúng dao cũng vô. Hai thanh niên sắc bánh canh hồi bánh canh toàn là nguyên một ề bột giống không à. Quen tay rồi đó. Làm vậy hồi ăn mới đã, không có chê được, cỡ nào cũng ngon nhưng không có chê được. Tự làm mà bây giờ là cái nồi bánh canh của mình nè, nãy mình sắt rồi nè, cũng đều lắm chứ không đến nổi đó, nấu nó cho nó chín. Giờ để cái thịt vịt nãy mình đã xào vô đổ hết thấp thấp mà đổ thịt vịt vô nấu cho thịt vịt nó mềm lại bột mình nó thấm thịt vịt nữa cho nó ngon đó, nấu chút xíu nữa là ăn được rồi. Thành quả hồi nãy giờ hai thanh niên sắc sắc bột bánh canh, làm bánh canh bột sắt. Lát đợi thành quả coi ăn có ngon không nha. Nồi bánh canh mình sắp được rồi đó. Giờ hớt cái nước cốt gốc á. Nãy là nước dảo thôi. Này mới là nước cốt nè. Để vô cho nó béo. Bánh canh này thì nấu nó phải béo mà nước nó phải lền lền thì nó mới ngon. Thời nấu hồi nãy sắt bột đó. Này nấu ăn vừa ăn rồi vừa thử làm nữa cho nó vui. Đổ vô luôn đi Tú ơi, hết làm kỹ gì. Quậy lên như không rồi. Cũng chịu không được nữa, thôi. Bỏ nấu ngồi chơi đàn hãng rồi. Rồi bán cho thôi. Chết luôn. Đó, vừa có thịt, vừa có bánh canh. Ngon ngon là nhờ người đổ nước cốt á. Nhìn cũng hấp dẫn quá trời nè. Ăn sao đây?
chè dịch ê. Này mình phải khuấy lên thường thường chứ thôi để họ nó khét đít. Cái mỡ vịt nó màu vàng vàng á, nhìn thấy đẹp á. Đợi xíu nữa là thưởng thức được rồi. Rồi, bây giờ là cái nồi bánh canh của mình đã xong. Nhắc xuống để một chút xíu nguội nguội mới ăn được. Nóng như vậy là ăn vô là rớt hàm răng ra luôn. Nhắc xuống thôi. Đổ một cái là rồi luôn đó. Để hành lá vô cho nó thơm ngon. Chừng nào ăn thì gắt tiêu lên. À, để đây xíu cho nó nguội đi. Thèm quá. Các bạn nào thấy thèm không? Giờ ăn vô là rớt hàm răng ra thiệt đó. Nóng dữ lắm. Giờ mình múc bánh canh ra cho nó mau nguội để mình ăn thôi. Thèm quá. Nãy giờ làm lâu quá trời lâu. Đó, trong bánh canh mình nè. Thấy thì cũng ngon lắm á. Không có bị gã, không bị dính chùm lại, rất là ngon. Mà ăn không biết sao đây. Nghĩ chắc ngon mà, tại bột nhà xây rồi nấu gì là ăn ngon rồi. Để thêm một miếng tiêu nữa. Đó, vậy là bưng ra bàn. Đâu? Dạ. Bây giờ là tới tiết mục thưởng thức bánh canh. Cảm ơn. Cũng bánh canh ra đi. Để thêm miếng tiêu vô. Cái đường khó quá. Cái này sao? Nếu mà mình muốn chấm thì mình chấm thêm nước mắm nè. Ăn với thêm nước mắm cũng được, cũng ngon. Mắm ớt vậy đó. Này làm chủ yếu là ăn trưa chứ không phải là tiệc tùng gì, bình thường thôi. Trời tối hù à. Câu câu. thử rồi thử miếng bánh canh này ngon chứ. Vừa ăn dai ngon, thơm mùi nước dừa. Ngon ấy đúng, có bột gạo cho nó mềm không? Dạ. Có gạo mình không có cứng. Miếng nước mắm nè mới ngon. Hay lạc hả? Hay lạc. Nước mắm nè. Ai ăn nó thêm chứ nếu mà vừa mắm miệng mình người khác là mặn rồi sao? Mắm là mắm đồng đó Tú. Dạ. Mua trên đồng hồ á. Mắm đồng của mình á. Ngon. Ngon hơn. Dai hơn. Tự mày làm mà. Tự mày sắc bột mà. Nhờ sắc bột ngon. Đâu dám nói dở. Này cái cục này, tôi muốn cắt rồi. Cục nào mà bự nhất là Tú cắt. Múc một miếng bánh canh ăn coi.
thêm một miếng tiêu cho nó thơm, cho nó cay cay. Thì cái bánh xanh, bánh canh mà bột sắt của mình á, là nước nó là như nè, nó sạch sạch như nè. Còn bánh canh thì nó bự bự như nè. Đó. Chứ nó không có giống như bánh canh sắt sẵn ngoài chợ. Ăn bánh canh này lúc còn ấm ấm nóng nóng á, nó ngon. Bánh canh này nay nấu ăn cũng được, cũng ngon. Bánh canh là nấu với thịt vịt vậy là quá ngon luôn á. Vịt sim nữa. Đậu quá. Còn cái miếng vịt này chắc phải dùng tay thôi. Múc muỗng là vô hương. Các bạn nào thấy bị kích thích không? Nếu mà thích những cái video vậy á, thì nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nha các bạn. Rồi. Người thì ăn 3-4 chén được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn gặp lại cho các bạn trong những video sau. Chào các bạn. Mấy tô rồi, mấy tô rồi? 3 tô rồi. Ăn luôn. Ăn luôn gì? Ăn luôn gì? Để giờ nướng thôi.